Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa mãi mãi là lời Chúa, là sự thật. Xin cho chúng ta biết đón nhận. Đón nhận hay không là tùy chúng ta thôi, nhưng mà xin cho chúng ta biết đón nhận. Rồi chúng ta thu âm bài hát này nghe. Hai, một. Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được chiêm hữu muôn có tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi, rồi hãy đến theo tôi. Hai, một. Người giàu có vào nước trời, đường thanh thang đưa vào cõi riêng. Con làm đào chui qua lỗ kim, con dễ hơn người giàu vào nước Chúa. Con dễ hơn người giàu vào nước Chúa. Xin cảm ơn cộng đoàn.